Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Oanh khoe ảnh thử váy cưới, chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở Hà Nội. Hình ảnh Phương Oanh rực rỡ trong bộ váy cưới đã khiến dân tình xích xoa. Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh đã khoe hình ảnh diện váy cưới khiến cư dân mạng trầm trồ. Theo đó, sau phim hương vị tình thân diện váy cưới trắng lộng lẫy, khoe vai trần quyến rũ, bên dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả bày tỏ sự háo hức trước ngày cô nàng chính thức bước vào lễ đường với sắc bình. Diễn viên Phương Anh khoe ảnh diện váy cưới, một người bạn của Phương Anh bình luận, mong lắm đến ngày ngắm em rực rỡ trên lễ đường anh ơi. Đáp lời người này, nữ nhân viên gửi lời cảm ơn, một người bạn bày tỏ sự háo hức ngày Phương Anh rực rỡ trên lễ đường. Trước đó hồi tháng 7, diễn viên Phương Anh và Sắc Bình đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam, quê nhà của cô dâu. Chia sẻ với truyền thông thời điểm đó, cả hai cho biết chưa ấn định ngày tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội. Nhiều netizen đặt nghi vấn rằng, rất có thể hình ảnh Phương Anh thử váy cưới là để chuẩn bị cho hôn lễ của cô và Sắc Bình sẽ tổ chức ở Hà Nội, chiêu đãi bạn bè lẫn quan viên hai họ. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi hồi tháng 7. Sau một năm hẹn hò, sáng 16 tháng 6, Phương Anh và Sắc Bình chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp sau khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính, tỉnh Hà Nam. Trong buổi phỏng vấn cách đây chưa lâu, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về công việc, cuộc sống lẫn câu chuyện tình cảm với Sắc Bình. Theo đó, Phương Anh tiết lộ ba nguyên tắc khi yêu Sắc Bình. Nữ diễn viên nói, một là không tặng quà, hai là không can thiệp vào công việc của nhau, ba là không được phép đại đầu tư. Ngay từ đầu, tôi đã nói quan điểm của tôi rất rõ ràng. Chúng ta, Phương Anh và Sắc Bình, đến với nhau vì chúng ta cảm mến, ngưỡng mộ và muốn lắng nghe nhau nói. Chúng ta đều tự nguyện dành thời gian quý báu của mình cho nhau. Hội chị em Phi Phoebe súng xính lên đồ, hồ hởi dự tiệc sinh nhật của Phương Anh. Phương Anh vô cùng vui vẻ khi hai người chị em thân thiết trong giới showbiz có mặt tại tiệc sinh nhật. Chiều ngày 24 tháng 9, Phương Anh đã đăng tải loạt ảnh full HD trong bữa tiệc mừng cô bước sang tuổi mới. Người đẹp vui vẻ cho biết một sinh nhật đặc biệt của anh, lớp O. Nhân dịp đặc biệt này, một số nghệ sĩ Vbiz có mối quan hệ thân thiết với nữ chính Quỳnh Búp Bê đều hội ngộ đông đủ. Diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Ngọc Hân đều thể hiện sự vui vẻ, hồ hởi khi có mặt trong tiệc sinh nhật của Phương Anh. Phương Anh nở nụ cười đầy rạng rỡ bên cạnh diễn viên Thanh Hương. Hoa hậu Ngọc Hân là người đã thiết kế áo dài riêng cho Phương Oanh trong lễ ăn hỏi vừa qua. Trong bữa tiệc này còn có sự xuất hiện của một số người bạn của chồng Phương Oanh. Sắc Bình không giấu khỏi sự hào hứng khi tổ chức tiệc sinh nhật cho Phương Oanh. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều để lại những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô nàng. Chúc chị yêu sinh nhật vui vẻ, nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc chị nhé. Chúc gái thêm tuổi mới có rất nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc nha. Một năm sinh nhật đặc biệt và dấu ấn của cuộc đời, chúc tình yêu của chị có tất cả nhé. Cách đây khoảng một năm trước, Sắc Bình đã có mặt trong tiệc sinh nhật của Phương Oanh. Đến năm nay, Sắc Bình và Phương Oanh đã thoải mái hơn, trở thành vợ chồng chính thức. Phương Oanh mỗi khi xuất hiện với chồng đều chủ động đi giày bẹt. Hành động này khiến nữ diễn viên bị nghi có bầu. Đứng trước tin đồn mang thai, nữ diễn viên đều lựa chọn im lặng. Nhân sắc của Phương Oanh ngày càng thăng hạng rõ rệt sau khi trở thành vợ Sắc Bình. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo